Hello, xin chào tất cả các bạn và các em. Chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại chuỗi 15 phút học hóa mỗi ngày. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục sang đề số 06. Điều đầu tiên là rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi chuỗi bài học của thầy. Bởi vì đây là một cái chuỗi mà thầy thực sự là muốn làm để giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em có thể giỏi môn hóa nói chung và giỏi phần este lipid nói riêng. Nhá, nắm chắc được những cái phương pháp giải bài tập của phần este lipid để từ đó chúng ta không sợ hóa nữa. Cái cấu trúc của cái bài tập này như các em học thầy các em đã biết, nó sẽ là sẽ có khoảng độ tầm là ba câu dễ, một câu mức độ vận dụng và một câu mức độ vận dụng cao. Ok ạ, thì đây là những cái phương pháp giải rất là tinh túy, rất là chọn lọc để thầy có thể muốn trao cái giá trị này đến dành cho tất cả các bạn của các em. Ok, mình bắt đầu vào học nhá. Đề số 06, câu số 1. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm metinacetat CH3, COO CH3 và etin propionat là C2H5 COO C2H5. Đốt cháy tụi này thì thu được CO2 số mol là 4,48 chia 2,4 thì bằng 0,2 mol. Và nước M g nước. Giá trị của M là, thế thì chỗ này chúng ta tư duy nhanh là mình nhìn thấy này. Cả hai cái este này này nó đều là este no đơn hợp. Và do nó đều là este no đơn hợp nên nó sẽ có công thức chung của nó là CN H2N O2. Nên mình sẽ luôn luôn có là NCO2 bằng N nước. Và N nước bằng 0,2. Và mình tìm được M luôn là mình lấy 0,2 nhân 18 thì bằng 3,6 gam. Đáp án đúng đáp án B. 3,6. Quá dễ đúng không? Câu số 2 ạ. Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam etin format. Etin format là HCOO C2H5. Mình tìm được số mol của nó là 7,4 mà chia cho 74 thì bằng 0,1. Bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Thì có phải mình thu được M gam ancol thì thu được muối là HCONa. Còn ancol của chúng ta nó là C2H5OH đúng không ạ? Thì đề bài hỏi là M gam ancol cơ thì mình sẽ suy ra số mol ancol là bằng 0,1. Vậy mình tìm được khối lượng là bằng 0,1 nhân 46 thì bằng 4,6 gam. Đáp án đúng đáp án A. Câu số 3. Xà phòng hóa hoàn toàn 14,8 gam hỗn hợp gồm hai este là HCOO C2H5 và CH3 COO CH3 thì cần dùng tối thiểu V ml dung dịch NaOH để bài yêu cầu tìm giá trị của A. Thế chúng ta phải tính ý chỗ này. Đó là mình nhìn thấy là HCO CH5 hay là CH3 COO CH3 thì nó đều chung một công thức phân tử. Là gì ạ? C3H6O2. Và anh này là axit no đơn nên tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:1. Hay nói cách khác là số mol anh este này chính bằng số mol NaOH. Mình tìm được số mol este 14,8 chia cho 74 bằng 0,2 mol nhé. Vậy số mol NaOH bằng 0,2. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được V bằng 0,2 chia 1 bằng 0,2 lít. Tương với là 200 ml. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các bạn nhé. Câu 3 đáp án A. Câu 4 ạ. Đốt cháy hoàn toàn M gam triglycerid X CX. Triglycerid là vậy nó là este 3 chức nên nó sẽ có 6 oxy. Cần vừa đủ 2,9 mol O2. Thu được 2,04 mol CO2. 1,96 mol nước. Đấy chưa? Vậy hoàn toàn ở đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy thì mình sẽ tìm được số mol của anh triglycerid. Bảo toàn oxy thì mình sẽ có này. Số mol của anh này đặt là anh X đi. Thì số mol của X thì đây có 6 oxy nó sẽ là 6 lần số mol X. Cộng với trong O2 này có 2 oxy, 2 lần số mol O2. Bằng 2 lần số mol CO2 là 2 nhân với 2,04.
cộng với một lần số mol nước là 1 nhân với 1,96. Vậy đến đây mình tìm được số mol x bằng 2 nhân 2,04 cộng 1,96 trừ 2 nhân 2,9 bằng chia 6 bằng 0,04. Số mol x bằng 0,04. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được số nguyên tử carbon trong x. Nó bằng là 2,04 chia 0,04 chia 0,04 thì bằng. Mà thực ra thì mình chẳng cần tìm cái đấy nhỉ? Đúng không? Mình không cần thiết. Mà mình bảo toàn khối lượng, mình tìm được khối lượng của x luôn đi. Bảo toàn khối lượng thì mình sẽ có khối lượng của x cộng với khối lượng của oxy thì bằng khối lượng của CO2 cộng khối lượng của nước. Và từ đây mình tìm được khối lượng của x bằng khối lượng của CO2 là 2,04 nhân 44, đây này, cộng khối lượng nước là 1,96 nhân 18 trừ đi khối lượng của oxy là 2,9 nhân 32 bằng, đây khối lượng x bằng 32,24 gam. Thế để bạn hỏi cái gì đây? Thủy phân hoàn toàn m gam x trong dịch nào hoắt đun nóng thì thu được dung dịch chứa khối lượng muối là, à thế xong rồi. X này biết số mol là 0,04. Biết khối lượng là 32,24. Thì thằng này triglycerid nên nó sẽ ăn 3 NaOH để tạo thành muối hay là xà phòng đấy ạ. Cộng với lại C3H8O3. Đúng không ạ? Vậy mình tìm được số mol NaOH bằng 0,12. Số mol của anh glycerol bằng 0,04, chính bằng số mol chất béo. Đến đây mình bảo toàn khối lượng. Mình có 32,24 cộng khối lượng của NaOH là 0,12 nhân 40 bằng khối lượng của muối cộng khối lượng glycerol là 0,04 nhân 92. Và tới đây mình tìm được m muối. Câu này quá dễ. 32,24 cộng 0,12 nhân 40 trừ 0,04 nhân 92 bằng 33,36 gam. 33,36 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án dễ. Quá dễ gì nữa. Câu số 5, câu cuối cùng. Câu số 5 ạ, câu cuối cùng. Thủy phân hoàn toàn amon triglycerid X amon. Thủy phân trong dung dịch NaOH vừa đủ 3 NaOH thu được glycerol C3H8O3 và m gam hỗn hợp muối. Muối. Vậy amon thì cần 3 amon này ra amon C3H8O3. Đốt cháy hoàn toàn amon X thì cần dùng vừa đủ oxy là 7,75 thu được CO2 và H2O. CO2 là 5,5. Mặt khác thế chưa có số mol của nước, đúng không? Chưa có số mol nước. Mặt khác amon X tác dụng tối đa với 0,2 mol bro. Amon X tác dụng tối đa với 0,2 mol bro. 0,2 mol. Xác định giá trị của m. À, thế thì bây giờ cái câu này mình làm thế này đi. Mình đi bảo toàn nguyên tử oxy, thằng X này nó sẽ là CXHIO6. Mình bảo toàn nguyên tử oxy để mình tìm được số mol oxy trong nước chính là bằng số mol nước. 6A cộng với 2 nhân 7,75 15,5 trừ đi 5,5 nhân 2 này thì chính bằng là số mol nước đấy. Vậy nó chính bằng 6A 15,5 trừ 5,5 nhân 2 bằng 6A cộng với 4,5. Đây là số mol nước. Vậy số mol nước của chúng ta là bằng 6A cộng 4,5 nhé. Vậy suy ra mình sẽ có một cái điều như sau này. Là số K
Mình có phải mình có một cái công thức mà thầy vẫn dạy chúng ta đúng không? Là NCO2 trừ N nước thì bằng 1 bằng K trừ 1 nhân N cháy không? Vậy suy ra mình sẽ có K trừ 1 sẽ bằng NCO2 là 5,5 trừ N nước là trừ đi 6A cộng 4,5 chia N cháy là chia cho A. Vậy bằng bao nhiêu? Đúng không? Thì đây là mình đang đi tìm K đấy. Đúng không ạ? Vậy ở đây mình sẽ có này. 5,5 mà trừ 4,5 thì bằng 1. Đúng không? Vậy suy ra mình sẽ có là A bằng. A bằng. Từ từ. Suy ra từ từ. Từ từ chỗ này phải biến đổi đã. Suy ra là K trừ 1 nhân A thì bằng 5,5 trừ đi 4,5 thì bằng 1 trừ 6A. Vậy suy ra KA thì bằng KA trừ 1 trừ A vứt sang đây thì bằng là 1 trừ 5A. Đúng không? Đúng không? Chính xác mà. Đấy là K. Thế mặt khác, mặt khác chỗ này mình chia hai chị nhỉ, N cháy này bằng bờ brom đi ạ, bây giờ còn liên quan đến brom thì mình có là thế thì suy ra mình sẽ có là K trừ 5 nhân A K cộng 5. Thế thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là cần tìm ra cái số mol pi ở bên trong này. X thì không nói gì. Mà số mol cháy ở đây là bằng A. K trừ 1 nhân N cháy. À. Ôi dồi ôi, sử dụng công thức này làm gì? Xong rồi gì nữa? Trời ạ. Sorry cả nhà. Mình luôn luôn có là mình luôn luôn có là NCO2 trừ N nước thì có phải luôn bằng là nói thế nào nhỉ, nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ, NCO2 trừ N nước thì luôn bằng là K trừ 1 nhân N cháy này. Mà cái anh K trừ 1 nhân N cháy này nó có thể chính bằng là K trừ 3 nhân N cháy cộng với 2 lần N cháy không? Đúng không? Thì cộng 2 N cháy đây là thành K trừ 1 đúng không? Thế mà K trừ 3 lần N cháy này này nó chính là bằng số mol brom cộng 2 lần N cháy. Đấy, đặc biệt đây đấy. Vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ có này, NCO2 trừ N nước là 5,5 này. Trừ đi này, 6A. Cộng 4,5 là trừ 4,5 đấy. Thì bằng N brom là 0,2 này. Cộng 2 lần N cháy là cộng với lại 2A này. Vậy từ đó mình sẽ tìm được à. 5,5 trừ 4,5 là còn 1, 0,2. 5,5 trừ 4,5 1 1 vứt sang bên này. Vậy là còn 0,8. Thì bằng trừ 6 vứt bên này là 8A. Vậy suy ra A chúng ta bằng 0,1. Công thức giải quá nhanh luôn. Mà thầy cũng vừa chứng minh cho chúng ta công thức luôn. Xịn chưa? Với A bằng 0,1 thì xong rồi. Anh này bằng 0,1. Anh này bằng 0,3. Anh này bằng 0,1. Đây bài hỏi cái gì ạ? Đây bài hỏi giá trị của M gam hỗn hợp muối. Thế ở đây mình sẽ có số mol với A bằng 0,1 thì số mol nước của chúng ta bằng 6 nhân 0,1 cộng 4,5 bằng 5,1. Mình đi bảo toàn khối lượng, mình tìm được khối lượng của X chính bằng khối lượng của CO2 cộng khối lượng của nước 5,5
nhân 44 cộng 5,1 nhân 18 trừ đi khối lượng của O2 là 7,75 nhân 32 bằng, đấy, khối lượng nó bằng 85,8. Vậy tới đây mình đi bảo toàn khối lượng để mình tìm được khối lượng của muối. Đúng không ạ? Mình sẽ có là 85,8 cộng khối lượng NaOH cộng 0,3 nhân 40 trừ đi khối lượng của glycerol trừ đi 0,1 nhân 92 bằng mà muối bằng 88,6. Đấy, các em thấy không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Các em thấy chiêu của thầy kinh không? Đấy, thì để mà chúng ta có những chiêu giải nhanh, những câu mức độ vận dụng cao như thế này thì chúng ta cần phải học chắc nền tảng. Được chưa? Thế bạn nào muốn có thể tìm hiểu về cái khóa học của thầy, khóa học live của thầy sẽ dạy kiến thức từ nền tảng cho đến chia giảng chi tiết từng câu vận dụng cao như này và đến những phương pháp giải nhanh này, tôi thể chứng minh cặn kẽ, thì bạn cứ inbox cho fanpage của thầy để tìm hiểu về khóa học của thầy nhá. Ok ạ. Và hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Bye bye. Chào tạm biệt các em. Và bạn nào muốn học thử thầy thì có thể click vào link ở bên dưới để vào lớp học thử của thầy nhá. Trải nghiệm học thử cùng thầy Minh. Bye bye. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại.